Thì Duyên có người bạn mới implant vài tháng thì sau đó lại bị gãy hoặc cái implant nó rớt ra. Thì tại sao có cái trường hợp đó xảy ra? Đó là tại vì mình người bác sĩ làm không giỏi hay là tại mình nhai mạnh quá để mà nó gãy cái implant, bác sĩ? À, thì em hiểu là có thể là cái răng sứ trên bên trên đúng không ạ? Có thể là gãy hay gặp là gãy cái răng sứ bên trên. À, thì thật ra nó sẽ có nhiều cái lý do. Thì lý do mà hay gặp nhất đó là do cái bản thân cái vật liệu thì nó không đủ cứng, hoặc là do cái kỹ thuật làm. Thì trước đây đó thì khi mình làm bằng thủ công đó thì cái vật liệu nó sẽ đắp bằng tay. Thì như vậy nó sẽ không có đồng nhất và đôi khi ăn nhai mạnh quá đó, mình cắn gục xương gì đó thì nó sẽ gãy ra. À, bây giờ cái công nghệ nó sẽ mới hơn, tức là thay vì mình làm bằng thủ công thì càng ngày mình sẽ làm bằng máy nó nhiều hơn để cho nó sẽ chính xác hơn, cũng như là cái vật liệu nó đồng nhất và nó không có bị gãy giống như chị nói. Kỹ thuật số hóa trong phục hình răng sứ hay còn gọi là công nghệ CAD-CAM. Công nghệ CAD-CAM được viết tắt từ cụm từ Computer Aided Design và Computer Aided Manufacturing. Có nghĩa là kỹ thuật thiết kế và phục hình răng sứ thông qua máy vi tính. Công nghệ CAD-CAM được chia ra thành hai bộ phận là CAD và CAM. CAD là phần được thiết kế trên máy tính và CAM là máy tính điều khiển máy khắc để tạo ra một cách chính xác một răng sứ từ một khối vật liệu rắn thông qua sử dụng một cánh tay robot. Công nghệ CAD-CAM được phát triển khác biệt dựa vào kỹ thuật scan. Qua đó, những thông tin về bề mặt của răng được xác định, sự liên hệ với xương hàm cũng như tương quan khớp cắn được truyền tải chính xác vào máy tính. Với dấu kỹ thuật số này, nha sĩ hay người chế tác labo có thể thiết kế một phục hình ảo trên máy tính thay thế cho mẫu sáp cổ điển làm bằng tay. Sau đó, người ta có thể chuyển phục hình ảo này thành một phục hình thật giống y như mẫu vừa thiết kế thông qua một máy chế tạo. Cái quy trình CAD-CAM nó là một cái phần của quy trình kỹ thuật số và được ứng dụng rất là phổ biến trong cái điều trị nha khoa ngày nay. Thì cái CAD-CAM nó ứng dụng nhiều nhất là trong cái nha khoa phục hồi. Thì chẳng hạn như là khi mình bị hư một cái răng cần phải phục hồi lại, thì cái CAD-CAM nó có thể giúp hỗ trợ, tức là thiết kế ra những cái miếng trám hay những cái mảo răng để phục hồi lại những cái răng bị hư hại. Thì đó là cái ứng dụng mà hay làm nhất. Ứng dụng thứ hai là có thể ứng dụng trong những cái phẫu thuật về implant hay quy trình số hóa, thì có thể là giúp cho quy trình phẫu thuật implant chính xác hơn, rồi ngay cả quy trình mà làm những cái phục hình những cái răng trên cái implant. Thì quy trình CAD-CAM nói chung á, thì nó đều gồm 3 bước. Thứ nhất á, là bác sĩ sẽ scan, sẽ quét. Thứ hai là bước thiết kế, tức là design, và bước thứ ba là mình sẽ chế tác cái phục hồi đó. Quy trình CAD-CAM nó sẽ góp phần, tức là nó làm cho cái chất lượng điều trị tốt hơn rất là nhiều. Cái chất lượng điều trị sẽ cải thiện hơn. Là đầu tiên là bác sĩ sẽ thay vì lấy dấu truyền thống, bác sĩ sẽ scan, sẽ quét cái răng. Rồi thứ hai, thay vì là làm sáp để đúc cái răng sứ chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ, cái người kỹ thuật viên nó sẽ thiết kế trên phần mềm máy tính. Và thứ ba là thay vì đúc, thì bây giờ là cái máy nó sẽ cắt, nó sẽ phay, nó sẽ ra từ một cái khối vật liệu. Thì như vậy là sẽ có một cái miếng trám, hay có một cái răng sứ, hay có một cái phục hình, nó sẽ rất là nhanh. Thì như vậy tại Elite thì chúng tôi đã có ứng dụng cái hệ thống này, nó gọi là hệ thống mà nha khoa một lần hẹn á, hay là chairside system, tức là hệ thống Cerec rất là nổi tiếng. Thì như vậy thì có thể làm chế tác những cái phục hình rất là nhanh, có thể trong một vài tiếng đồng hồ, thì rất là phù hợp cho những bệnh nhân mà ở xa không có thời gian, cái thời gian nó rất là nhanh. Elite chào bạn, để được tư vấn bạn hãy liên hệ với Elite qua số hotline hoặc bình luận ngay bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần.